tôi đi giao thông giới thiệu bà con đi con xe rùa mini Shikoku cực kỳ mới luôn, trọng tải 400 kg. Tôi xin mới con này mới tầm khoảng trên 80% rồi đó, nên chưa lau chùi dọn dẹp các trang thử ạ. Bánh lái đầy đủ, rất dễ dàng sử dụng, rất ưu ích. Đang hướng dẫn cho các chủ con chạy là thế nào, chạy đấy bây giờ nhé, để em hướng dẫn này, để lâu hoặc hết xăng. Đầu tiên bật công tác đầu tiên này, đấy để lâu hết xăng nhé. Tất cả mọi thứ ví dụ bắt đầu giật nổ ấy, mấy cái này thì biết sau. Cái này, kể cả cần cố này không còn. Tức là kể cả vào số nó cũng được, nhưng mà cái này bắt buộc có thể về tuyệt đối trong ngày hôm nay phải về hết để tránh trường hợp ví dụ không may mình giật nổ luôn nó sẽ chạy đi vào xe khoảng hết mới đấy, hết xăng này hoặc để lâu này, kéo cái e sang đây này, nhích ga lên đấy, giật nổ rồi u e về lần vẫn dẫn không ga nhé, cứ về hết ra thoải mái bởi vì có ông đang đi rồi. Xe rùa nhưng mà đi nhanh lắm. Tên nó là xe rùa nhưng mà đi rất nhanh. Nổ rồi không cần phải đóng nghe đâu. Giật trái là nổ ngay à. Rồi thôi cua đi ra đường bây giờ. Húc lên xe nó húc vào cái thôi luôn đấy. Trọng tải con này là 400 kg. Đánh lái rất là dễ. Chỉ dễ mà. Đánh lái này. Đây, thì em nó đang biểu diễn ra này. Trọng tải 400 kg. Hai trang tử chốt trong vòng 1 phút rồi vì con máy này nó quá điện. Em về được cái lô này thì nó cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp, còn vào thời kỳ đó. Rất đơn giản, găng ti rất đều đó, on off anh có thể thao tác lại được. Nó làm nó quan trọng nhất là cái khóa cái cục lọc này này, nó lắp cho một cái cục lọc đó rồi. Xăng không bao giờ tắt được. Đúng rồi. Có nóng không? Sợ nóng. Không nóng được, không thể nào mà. Sợ cái nóng cái vỏ này. Không nóng. Nóng cái đấy rồi chết máy. Không chạy đủ chạy cái đấy. Cứ phải nóng như thế nào mà. Nó cầm trong bỏng tay. Một giây bỏng tay rồi. Đấy cái đấy là chỉ mát mát ấm ấm thôi. Ấm ấm nó mà. Rồi test thử giật nổ lại. Bởi vì máy này giật nhẹ lắm, mình có thể cầm tay cầm nghe tay giật này. Nhẹ mà, rất là nhẹ nhàng tình cảm. Bên phải, bên trái, bên ngang. Đi ra hết rồi, xe rùa. Xe rùa. Mini bánh xinh. Lùi lại một tí để cho nó ăn vào cái khớp. Lùi lại một tí. Nó gài khớp. Tức là mình sẽ phải nhích cho nó một tí. Cho nó vào số. Tức là chính là nó vào khớp với nhau. Số nó bẻ hết đấy. Không phải là nó kẹt số đâu. Ui, nhanh lắm. Thả từ từ thôi. Thả cái từ từ thôi. Giống như xe máy, xe ô tô vậy.
nhích ra từ từ thôi, nhích giả côn từ từ thôi.